ai làm trọng tài đây là những người rất xác định. Rồi, khi mà mới kết Khánh Phát Khánh nè, anh Phát với lại Tống đây, anh Tống nè. Ok, mình sẽ bắt nha. Số 1, số 2 sẽ trước. Số 2 là ok. Nãy mình trong tay á.
Kiệt sẽ bị phạt cách ly nha. Anh Nam Hiệp Kiệt đang bị phạt cách ly. Các cơ hội bóng kỷ lục. Thank you.
Thank you.
3 or 5 minutes. Again, this time.